Coca TV. Chương 10. Vị tu sĩ già đau đớn đứng dậy và phủi chiếc áo choàng bạc màu của mình. Ông thương hại nhìn người đàn ông đang lúi húi trèo qua hàng rào ngăn cách sân tu viện với lối đi công cộng. Người đàn ông dường như cảm thấy vị tu sĩ đang nhìn mình. Anh ta quay lại, dừng ở giữa hàng rào và cầu nhau, Sirup Bollywood, ông già à, tên tôi đó, một phóng viên chuyên viết phóng sự. Nếu ông muốn làm gì, hãy gọi luật sư đi. Vị tu sĩ chậm rãi đi đến một tảng đá và ngồi xuống với một tiếng thở dài nặng nề. Thật là một điều kỳ lạ, ông nghĩ mình, một tu sĩ có tuổi, chỉ đang đi dạo trong khu vườn của tu viện suốt 50 năm qua và mặc cho tất cả các biển báo chỉ ra rằng đó là khu vực riêng tư. Anh chàng thô lỗ kia vẫn trèo vào và bất chấp sự phản đối của vị tu sĩ, anh ta vẫn đến gần và thúc mạnh vào ngực ông bằng ngón trỏ thô kệch của mình. Cho tôi biết bí mật đi, ông lão, có bí mật nào trong chuyện này không? Tất cả các ông là người đồng tính, hả? Chà, đối với tôi, ông trông không giống người đồng tính chút nào, nhưng hãy cho thế giới biết về bí mật này đi, tôi đang phải viết một bài báo. Về vị tu sĩ già nhìn người đàn ông từ đầu đến chân và tỏ ra vô cùng khinh bỉ, thật không tốt khi làm như vậy, nhưng gã này chắc chắn đã đi quá giới hạn. Người anh em cao niên Agnon ở đây đã nhiều năm, ông gia nhập từ khi còn là một đứa trẻ và sống ở đây kể từ đó. Ông luôn cố gắng kết nối giữa những lời trong Kinh Thánh với những gì ông cảm thấy là đúng và sai. Ông đã tự vấn chính mình về tất cả mọi thứ như là một thói quen của ông. Ông không thể mặc nhiên coi mọi thứ đã viết trong Kinh Thánh là chân lý được. Trước đây đôi khi ông đã nói vài điều băn khoăn với tu viện trưởng, nghĩ rằng tu viện trưởng sẽ giúp ông giải đáp những thắc mắc của mình và khai trí cho ông. Nhưng không, tu viện trưởng đã nổi cơn thịnh nộ và người anh em cao niên Agnon đã phải trả giá cả tuần. Hình phạt là phải rửa tất cả chén bát cho cả tu viện. Khi đó, cũng như bây giờ, sau khi bị tấn công bởi con người thô bạo của truyền thông này, ông đã lặp đi lặp lại một lời cầu nguyện với chính mình, lạy Chúa xót thương, xin đừng để điều này trở thành hiện thực. Điều đó giúp ông bình tĩnh, khiến ông có thể nhìn mọi thứ theo cách trừu tượng. Ông đi loanh quanh và nghĩ về cuộc sống đã qua của mình. Có nhiều việc phải làm vào buổi sáng và nghiên cứu vào buổi chiều, và có rất nhiều điều cần phải làm sáng tỏ. Các bức tranh ngày nay thật là tệ, toàn những thứ bằng nhựa, những loại sơn kém chất lượng, và kể cả giấy vẽ từ da dê, thôi càng ít nói về loại giấy đó thì càng tốt. Để làm chao đèn thì có thể được, nhưng để làm những tuyệt phẩm như ông đã thấy thì chúng có vẻ vô dụng. Và rồi sau khi kết thúc công việc buổi chiều, tiếp theo sẽ là gì? Ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác và năm này qua năm khác, vẫn là các buổi kinh chiều và sau đó là bữa tối trong sự tĩnh lặng cô quạnh, và sau bữa ăn cuối trong ngày là phải hoàn thành giờ kinh thứ bảy. Sau đó là đối diện với một gian phòng kín cô độc, lạnh lẽo và hiu hắt, với chiếc giường cứng, chật hẹp và cây thánh giá không thể thiếu ở đầu giường. Một căn phòng nhỏ đến mức ngay cả một tên tội phạm trong nhà tù cũng phải phản đối điều kiện đó. Ông cứ đi loanh quanh và mãi nghĩ về điều đó, và rồi cái gã thô thiển kia xông vào nơi tôn nghiêm riêng tư này, dúi vào ngực ông, yêu cầu ông già phải cho hắn ta một bài báo nhạy cảm. Đồng tính ư? Chúa ơi, không. Các tu sĩ không phải là người đồng tính, họ nhìn những người đồng tính luyến ái với một lòng trắc ẩn nhất định nhưng hoàn toàn không biết gì về điều đó. Ông vẫn giữ vững lập trường và yêu cầu Sirup Bollywood rời đi. Tay nhà báo mất bình tĩnh, gã dõng dạc nói về sức mạnh của truyền thông khi cho rằng với ngòi bút của mình, gã có thể phá hủy danh tiếng của tu viện, và khi vị tu sĩ đứng im trầm ngâm suy nghĩ, Sirup Bollywood đã bất ngờ giơ một nắm đấm to bằng kích cỡ một con chuột hamster thúc mạnh vào ngực ông, làm ông ngã xuống. Ông nằm đó bàng hoàng tự hỏi nhân loại ngày nay vô cảm như thế sao? Tại sao một gã thô kệch to khỏe như thế này lại tấn công một ông già yếu đuối sắp gần đất xa trời? Ông không thể hiểu nổi. Ông nằm đó một lúc, rồi một cách chậm chạp và đau đớn ông đứng dậy trên đôi chân run rẩy và lảo đảo ngồi lên kệ để lấy lại thăng bằng và bình tĩnh. Vừa hét lên đầy dọa dẫm, Bollywood cuối cùng cũng nhảy ra khỏi hàng rào và rơi xuống mặt đất ở phía bên kia. Gã di chuyển với dáng đi nhanh nhẹn gợi đến hình ảnh một con khỉ đột say xỉn hơn là một giống người tinh khôn. Tu sĩ Agnon ngồi đó cạnh bờ biển lấp lánh, nhìn ra xa với đôi mắt vô hồn,
với đôi tai như điếc không nhận thức được thực tế với đầy rẫy tiếng la hét của những người vui đùa trên bãi biển công cộng, những đứa trẻ hò hét, cãi và ầm ĩ và cả những tiếng gào chói tai chửi rủa của những người đàn ông. Cuối cùng thì ông già Arnon giật bắn mình, một bàn tay đặt lên vai ông, một giọng nói cất lên, cha có điều gì phiền não thế? Ông nhìn lên và thấy một đạo hữu bằng tuổi đang nhìn mình, đôi mắt nâu đầy lo lắng. Tôi bị một nhà báo xúc phạm, hắn đã nhảy qua hàng rào và đấm vào ngực tôi. Cha Arnon nói. Hắn đòi tôi phải nói với hắn rằng tất cả chúng ta ở trong tu viện này đều là đồng tính, và khi tôi phủ nhận điều đó một cách gay gắt thì tại sao hắn lại đấm vào ngực tôi khiến tôi ngã xuống đất. Kể từ lúc đó tôi cảm thấy không được khỏe và tôi phải nghỉ ngơi một lúc. Nhưng đi nào, chúng ta hãy trở về tu viện thôi. Ông khó nhọc đứng dậy, và một cách chậm chạp hai ông già đã từng là đạo hữu trong tu viện rất nhiều năm qua dạo bước trên con đường hướng về tòa nhà lớn vốn là ngôi nhà của họ. Đêm đó sau buổi cầu nguyện cuối trong ngày, khi các tu sĩ đã về phòng mình, cha Arnon thấy rất đau, ông cảm giác ngực mình như bị những ngọn giáo nóng xuyên thấu. Ông dùng một chiếc dép và đập mạnh vào bức tường của căn phòng. Có tiếng sột soạt và một giọng nói vang lên từ bên ngoài cửa, có chuyện gì vậy? Cha bị ốm à? Cha Arnon đáp với giọng yếu ớt, vâng, cha vui lòng hỏi cha Infirmarina xem liệu ông ấy có thể đến khám giúp tôi được không? Có tiếng lẩm bẩm và tiếng dép lê trên sàn đá. Cha Arnon nghĩ thầm, thật lạ, không một tu sĩ nào có thể vào phòng tu sĩ khác, cho dù có vì một mục đích trong sáng nhất. Không ai khác ngoại trừ cha Infirmarina có thể vào chỉ để thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh của mình. Có điều gì ở trong đó? Một số tu sĩ đồng tính chăng? Ông nghĩ cũng có thể. Chắc chắn các nhà kiểm duyệt có đủ luật lệ và quy định để chắc chắn rằng không có hai tu sĩ nào được ở cùng nhau và họ chỉ có thể đi cùng nhau khi có ba người. Cha Arnon nằm trên giường vì đau đớn và suy nghĩ về vấn đề này cho đến khi bị đánh động bởi cánh cửa phòng mở ra và một giọng nói nhẹ nhàng hỏi, Arnon, cha bị bệnh gì thế? Rồi Arnon kể về câu chuyện hồi chiều, về cú đánh vào ngực và về cú ngã. Cha Infirmarina từng là một tiến sĩ y khoa có trình độ chuyên môn cao, người đã từ bỏ việc hành nghề y trong nỗi chán chường, không tham gia vào bất kỳ cuộc thi nào mang hơi hướng khoa học, y tế của thời đại hiện nay. Cha cẩn thận mở áo của Arnon ra và kiểm tra ngực của ông, giờ nó màu đen, xanh và vàng, và rồi đôi mắt dày dặn kinh nghiệm của ông phát hiện ra Arnon bị gãy một số xương sườn. Cẩn thận khép áo che ngực cho ông già, cha đứng dậy và nói, tôi phải đến gặp cha bề trên và báo cáo về việc này, cha Arnon, cha bị gãy xương, cha cần chụp X quang và cần điều trị tại bệnh viện. Nói rồi ông ta im lặng quay đi. Ngay sau đó, có thêm tiếng chân người và một giọng nói rất trầm ở bên ngoài hành lang. Cửa phòng được mở ra, cha Infirmarina và cha bề trên bước vào, nhìn xuống ông lão. Cha Arnon, cha bề trên nói, cha sẽ phải đi bệnh viện để chụp X quang, xương sườn cần phải sắp xếp lại và bó bột. Tôi sẽ đi báo tin cho tu viện trưởng để ngài có những thu xếp cần thiết. Trong lúc này cha Infirmarina sẽ ở lại đây để giúp cha trong trường hợp cần thiết. Cha bề trên quay đi định rời phòng nhưng Arnon đã khóc, không, thưa tu viện phó, thưa cha bề trên, tôi không muốn đi bệnh viện, tôi đã nghe rất nhiều về sự tắc trách ở đó và tôi thà được cha Infirmarina chữa trị còn hơn, và nếu bệnh của tôi vượt quá khả năng của cha ấy thì tôi nguyện đem linh hồn mình đến với Chúa. Không, điều đó không được, cha Arnon à, tôi không thể chấp nhận điều đó. Chỉ có tu viện trưởng mới có thể phân định được trường hợp này, tôi sẽ đến gặp ông ấy. Cha bề trên nói khi rời phòng. Không, điều đó sẽ không làm được cha Arnon, tôi không thể chấp nhận điều đó. Cha Infirmarina chỉ có thể làm được điều nhỏ nhoi để giúp vị đạo hữu cao niên. Cha làm ấm một miếng vải và lau trán cho ông lão để cố gắng hạ bớt phần nào cơn sốt. Một lần nữa, cha cởi áo của cha Arnon để thậm chí sức nặng của nó không gây thêm khó chịu cho ông. Họ ngồi cùng nhau vì ông lão bây giờ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Tư thế này giúp ông dễ thở hơn. Chẳng bao lâu sau lại có tiếng bước chân. Cửa phòng mở ra và tu viện trưởng bước vào. Cha bề trên phải đợi bên ngoài vì căn phòng nhỏ đến mức không thể chứa quá hai người khi một người ở trên giường. Tu viện trưởng đến và nhìn xuống cha Arnon với nét mặt sợ hãi và sốc trước tình trạng ngực của ông lão.
có tiếng thì thầm thảo luận giữa tu viện trưởng và cha Infimarina, và sau đó tu viện trưởng quay sang cha Agnon nói, cha Agnon, tôi không thể nhận trách nhiệm để cha ở lại đây trong tình trạng này được. Cha cần phải nhập viện. Ông dừng lại một lúc, mấy ngón tay kéo môi dưới xuống và đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau, ông nhìn cha Agnon lần nữa và nói, cha Agnon, theo bệnh tình của cha, với tuổi của cha, nếu cha muốn, tôi sẽ điện thoại cho Đức Giám Mục và khi đó chúng tôi sẽ nghe theo chỉ đạo của ông ấy. Tôi rất ghét phải rời khỏi đây, đây là nhà của tôi, vì những hiểm họa khôn lường ở các bệnh viện ngày nay. Tôi đã nghe rất nhiều điều tiêu cực về họ đến nỗi tôi không có lòng tin, và không có lòng tin thì tôi sẽ không nhận được gì cả từ việc điều trị của họ. Tôi đặt toàn bộ niềm tin của tôi vào cha Infimarina. Tu viện trưởng nói, cha sẽ được như ý, cha Agnon, đáng lẽ tôi không nên nói thế khi nghe cha nói, nhưng tôi không thể không đồng ý với cha. A.S.U. Will, Bro Agnon, Sac Father Abbot, I shall not say this in your hearing but I cannot help agreeing with you. Tu viện trưởng rời phòng và ngài cùng cha bề trên đi về phía văn phòng của tu viện trưởng, nơi vài phút sau ông có thể nghe tiếng nói chuyện điện thoại đến Đức Giám Mục giáo phận nơi tu viện tọa lạc. Có tiếng lặp đi lặp lại, sẽ như lời ngài, thưa Đức Giám Mục, sẽ như lời ngài. Vâng, tôi sẽ làm vậy, tạm biệt, và rồi có tiếng gác máy. Tu viện trưởng ngồi im lặng một lúc và rồi đột ngột quyết định, ngài đã cử một thư ký đến để ghi chép và chuẩn bị một loại giấy tờ mà cha Agnon sẽ phải ký vào nói rằng nếu ông từ chối rời tu viện để đi bệnh viện thì ông phải chịu trách nhiệm về điều đó, và tu viện không thể chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì xảy ra do quyết định đó. Tu viện ánh lên màu trắng lạnh lẽo trong ánh sáng rực rỡ của trăng tròn. Những đám mây nhẹ lướt qua mặt trăng bằng cách nào đó đã mang lại một bầu không khí bí hiểm cho tòa nhà tu viện. Ánh trăng phản chiếu lấp lánh từ nhiều ô cửa sổ và dường như chớp chớp với những đám mây khi chúng lướt qua. Đâu đó, một con cú đêm kêu inh ỏi trong bóng tối, gần đó là tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ cát, trường lên cao rồi lại lui về tạo thành đợt sóng tiếp theo. Trong tu viện, tất cả đều im lặng như thể cả tòa nhà biết rằng cái chết đang ở trong tầm tay, như thể nó đang chờ đợi sự vỗ cánh của tử thần. Thỉnh thoảng lại có những âm thanh kỳ lạ vang lên trong một tòa nhà cũ kỹ như đang cảm thấy sức nặng của năm tháng. Có tiếng sột soạt của những bàn chân chuột nhắc chạy trên sàn nhà bóng loáng, và đôi khi là tiếng kêu sợ hãi từ một con chuột. Nhưng tòa nhà vẫn tĩnh lặng và yên ắng như nó vốn dĩ như vậy. Rồi từ tháp đồng hồ, tiếng chuông điểm giờ vang lên trên khắp vùng quê. Từ đằng xa có tiếng gầm rú của một đoàn tàu đang chạy trên đường sắt về phía thủ đô. Cha Agnon nằm trên giường đau đớn. Dưới ánh sáng lung linh của ngọn nến, ông có thể thấy cha Infimarina đang nhìn mình đầy thương cảm. Bất ngờ, quá bất ngờ đến mức khiến cha Agnon giật bắn mình, cha Infimarina nói, cha Agnon, chúng tôi rất quan tâm đến cha, đến tương lai của cha. Đôi khi cha có những niềm tin quá khác với những niềm tin của tôn giáo chính thống. Cha dường như nghĩ rằng điều cha tin là gì không quan trọng miễn là cha tin tưởng. Cha Agnon, ở thời khắc cuối này, hãy ăn năn và xưng tội. Tôi có nên gọi cha rửa tội cho cha không, cha Agnon? Cha Agnon nhìn quanh và nói, cha Infimarina, tôi hài lòng với cách sống của mình. Tôi đi đến nơi mà tôi tin rằng sẽ là thiên đường, đi theo niềm tin của chính mình, không nhất thiết là niềm tin theo sách vở. Tôi tin rằng tôn giáo của chúng ta, tôn giáo chính thống, rất hạn hẹp trong quan niệm của nó. Ông thở hổn hển khi cơn đau đang cắn xé khắp cơ thể. Ông cảm thấy lồng ngực nóng như lửa đốt, cảm thấy như thể những chiếc đinh đang đâm vào ngực, và ông đã liên tưởng đến những chiếc đinh đóng vào tay chân Đức Chúa. Ông nghĩ đến sự đau đớn của những cú đâm vào người do người canh giữ bên dưới cây thánh giá gây ra. Cha Infimarina, ông gọi, cha sẽ đưa cho tôi cây thánh giá để tôi có thể hôn vào năm vết thương chứ. Cha Infimarina từ từ đứng dậy và tiến đến bên đầu giường của cha Agnon. Ngoài người với tay, ông chạm vào cây thánh giá, nhấc nó xuống và áp nó vào môi cha Agnon. Cha Infimarina, Agnon kêu lên trong đau khổ và kinh ngạc, tất cả những người đang đứng quanh tôi là ai vậy? À, tôi biết rồi, đây là mẹ tôi, bà đến để chào mừng tôi đến với thực tại vĩnh hằng, đến sự sống vĩ đại hơn. Mẹ tôi ở đây, bố tôi ở đây,
Rất nhiều bạn bè của tôi cũng ở đây. Rất nhanh, cha Infimarina đứng dậy đi ra cửa và đột ngột đập mạnh vào cánh cửa của phòng bên cạnh. Có tiếng thốt lên giật mình từ bên trong và gần như ngay lập tức một tu sĩ cạo trọc xuất hiện quanh ô cửa đang mở. Nhanh lên, nhanh lên. Cha Infimarina nói, gọi cho tu viện trưởng đi. Cha Agnon sắp rời xa chúng ta rồi. Vị tu sĩ kia không kịp mặc áo choàng, cũng không mang dép, anh ta phóng nhanh dọc hành lang và nhảy xuống cầu thang. Chẳng bao lâu sau, anh ta trở lại cùng với tu viện trưởng, người đang ngồi chờ một mình trong phòng làm việc của ông. Cha Agnon nhìn ông ta một cách hoang dại và kêu lên trong đau khổ, tại sao chúng ta, những người truyền bá tôn giáo lại sợ chết? Tại sao vậy, thưa cha tu viện trưởng, tại sao chúng ta lại sợ chết đến vậy? Một câu trả lời xuất hiện trong đầu của cha Agnon. Agnon, ông sẽ biết được điều đó khi ông đến với chúng tôi ở thế giới bên kia. Ông sẽ sớm đến đó thôi. Tu viện trưởng quỳ bên giường, giơ cao cây thánh giá trong tay. Ông cầu nguyện. Ông cầu xin lòng thương xót cho linh hồn của cha Agnon, người thường xuyên không tuân thủ những lễ nghi tôn giáo. Bên cạnh chiếc giường, ngọn nến lập lòe bỗng sáng rực lên rồi lụi dần, một cơn gió thoảng qua đã bắt lấy ngọn lửa và biến nó thành than đen. Nó bùng lên một lần nữa và dưới ánh sáng của ngọn nến đơn độc đó, họ thấy cha Agnon ngồi dậy và khóc, nùng Dimitit, Chúa ơi, bây giờ tôi tớ ngài đã để yên cho con ra đi theo lời ngài. Nói xong ông rên rỉ và ngã xuống gối bất tỉnh. Cha Infimarina làm dấu thánh giá và đọc bài cầu nguyện vượt qua cái chết. Sau đó, với tay qua đầu của tu viện trưởng, người vẫn đang quỳ gối, cha Infimarina vuốt mắt cha Agnon và đặt những miếng đệm nhỏ lên trên để giữ cho chúng nhắm lại. Ông ta đặt một dải băng bên dưới hàm dưới giúp cái miệng đang há ngậm lại. Sau đó, ông buộc dải băng trên đỉnh đầu cạo trọc của cha Agnon. Ông cẩn thận nâng đầu và vai của người tu sĩ đã chết lên và bỏ chiếc gối ra ngoài. Ông cầm lấy tay cha Agnon và bắt chéo chúng trước ngực. Ông lùi xuống làm các thủ tục lau chùi cần thiết và sau đó kéo tấm khăn trải giường trùm lên khuôn mặt đã chết của đạo hữu Agnon. Tu viện trưởng chậm chạp đứng dậy và ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, đến văn phòng riêng của mình và chỉ đạo cho một tu sĩ. Vài phút sau, tiếng chuông vang lên để báo hiệu việc chuyển giao từ sự sống sang cái chết. Các tu sĩ lặng lẽ rời khỏi giường, mặc áo choàng và xếp hàng đi xuống nhà nguyện để làm lễ cho người chết. Sau đó khi mặt trời mọc phía trên đường chân trời sẽ có hàng đoàn người tham dự, và khi đó thi thể của cha Agnon được cuốn trong áo choàng và đội mũ trùm xuống che kín mặt, tay ông cây thánh giá trên ngực, sẽ được rước trang trọng từ tu viện xuống lối đi trong vườn và vào trong một khu đất thánh, nơi chôn cất rất nhiều thi thể của các tu sĩ từ xa xưa. Ngay lúc này, hai tu sĩ đang chuẩn bị đi ra khu đất thánh và đào huyệt, ngôi mộ hướng ra biển, nơi mà thân xác của cha Agnon sẽ yên nghỉ cho đến khi bị phân hủy hoàn toàn. Hai tu sĩ đi ra ngoài với thủng trên vai, im lặng, mỗi người đều suy nghĩ, tự hỏi cái gì đang đón đợi ở cuộc sống bên kia. Hollywood đã dạy chúng ta nhiều điều nhưng liệu Hollywood có thể biết được rõ ràng và chính xác không? Cha Agnon đã luôn nói mặc cho sự tức giận của tu viện trưởng rằng người ta không nên quá coi trọng Hollywood mà chỉ nên xem ông ta như một người chỉ đường. Như một người dẫn dắt, một sự dẫn hướng. Cha Agnon thường nói rằng các kiếp sống sau chỉ là sự tiếp nối của cuộc sống trên trái đất. Trước đây đã có lần cha Agnon đã ngồi bất động và im lặng trong nhà ăn. Trước mặt ông là một chai nước có ga chưa mở. Đột nhiên ông đứng dậy, nắm lấy cái chai trong tay và nói, các đạo hữu, hãy xem này, cái chai này cũng giống như cơ thể con người, nó cũng có linh hồn ở trong đó. Khi tôi mở nắp của cái chai này ra, có bọt sủi lên, có sự xáo trộn của nước trong chai và các bọt khí như linh hồn của một con người bùng phát. Ông nói, hỡi các đạo hữu, đó là cách mà chúng ta rời khỏi cơ thể của mình khi kết thúc cuộc sống này. Cơ thể của chúng ta chỉ là vỏ bọc cho linh hồn bất tử, và khi cái vỏ bọc đó cũ nát và không thể gắn bó với linh hồn được nữa thì linh hồn sẽ buông rời thể xác và đi đến một nơi nào đó, và điều gì xảy ra ở nơi đó. Thế đấy, các đạo hữu, mỗi người chúng ta và mọi người trong chúng ta đến lượt mình sẽ khám phá ra điều đó. Cha Agnon đã rót nước bên trong chai vào một chiếc cốc thủy tinh rồi uống ngay và nói,
bây giờ cái thân xác là nước đã biến mất cũng giống như thân xác của chúng ta rốt cuộc sẽ biến mất vào đất và cuối cùng sẽ bị phân hủy thành các bộ phận cấu thành nên nó. Hai tu sĩ nghĩ đến điều đó khi họ bước xuống con đường và nhìn xung quanh để tìm một mảnh đất thích hợp để đào huyệt. Huyệt sâu 6 feet, dài 6 feet, rộng 3 feet. Họ đào đất trong im lặng, cẩn thận gạt bỏ những vạt cỏ và đặt nó sang một bên để sau này có thể dùng nó để đắp lên ngôi mộ mới. Trong tu viện, thi thể của cha Agnon đang được chuyển đi trước khi xác chết bị cứng đờ bất cứ lúc nào bởi vì khi đó việc phải gặp thi thể khi đi qua những khúc cong của cầu thang sẽ trở nên khó khăn. Bốn tu sĩ mang một tấm bạt có tay cầm ở mỗi góc. Họ cẩn thận luồn nó xuống dưới cơ thể của cha Agnon và đặt chính xác thi thể của ông ấy vào giữa tấm bạt. Họ cẩn thận kéo các cạnh của tấm bạt lên sao cho các tay cầm ở trên đầu và ở dưới có thể lồng vào nhau, đầu trên khóa với nhau và đầu dưới khóa với nhau. Họ cẩn thận nhấc thi thể ra khỏi giường, cẩn thận di chuyển ra ngoài qua cửa phòng và hơi phải xoay sở một chút, họ đã đưa được thi thể ra ngoài hành lang. Họ di chuyển chậm chạp và đọc thuộc lòng các câu kinh trong nghi lễ dành cho người chết, họ mang xác xuống cầu thang và vào phòng chờ của nhà nguyện. Họ kính cẩn đặt thi thể lên bục kê quan tài, sắp xếp áo choàng để rủ xuống tự nhiên và đặt dép lên chân của người chết. Cẩn thận, họ đặt lại cây thánh giá giữa hai bàn tay người chết, họ thận trọng kéo mũ xuống để che đi khuôn mặt. Sau đó, bốn tu sĩ bắt đầu từng người một thay nhau thức đêm canh gác thi thể của người đạo hữu đã qua đời của họ cho đến khi ánh sáng ban mai tràn tới, lúc đó thánh ca sẽ được cất lên. Vậy là cha Agnon đã rời bỏ cơ thể của mình. Ông cảm thấy rằng như đang được nâng lên trên. Nhìn xuống với một chút lo lắng, ông thấy có một sợi dây màu xanh bạc kéo dài từ cơ thể hiện tại của mình đến xác chết đáng sợ đang nằm trên giường ở bên dưới. Ông có thể lờ mờ phân biệt được các khuôn mặt xung quanh mình. Có chắc đó là mẹ của ông không? Và có cả cha của ông nữa. Họ đã đến từ nơi linh thiêng để giúp ông, hướng dẫn ông trên hành trình của mình. Con đường phía trước tối tăm. Nó dường như là một đường hầm dài, vô tận, một đường hầm hoặc có thể là một cái ống. Nó trông như một cái gì đó giống như một cái ống mà các tu sĩ mang theo qua các ngôi làng vào một số dịp nhất định. Một cái ống được đỡ bởi một cái cột để họ nâng cái ống lên dựa vào cửa sổ để mọi người có thể cho những đồ quyên góp của mình qua miệng ống và nó sẽ trượt xuống vào một túi đựng bên dưới. Cha Agnon cảm thấy mình đang từ từ di chuyển đi lên trong ống này. Đó là một cảm giác thật kỳ lạ. Ông quay đầu xuống và thấy sợi chỉ bạc đang mỏng dần và thậm chí khi ông nhìn xuống thì nó đã tách ra và biến mất. Nó có vẻ giống như một sợi dây chung, bị cắt và co rút lại do sự đàn hồi của chính nó. Khi ông nhìn lên phía trên, dường như có một luồng ánh sáng rực rỡ. Ông nhớ về cái lần ông xuống giếng của tu viện để giúp làm sạch bộ lọc nước bên dưới. Khi nhìn lên ông thấy một vòng sáng rực rỡ chiếu sáng trên miệng giếng. Lúc này ông cũng có cảm giác tương tự, cảm giác đang được nâng đỡ và đẩy lên cao, hướng lên phía có ánh sáng, và ông tự hỏi bây giờ phải làm sao. Đột nhiên, giống như con quỷ trong rạp bị mắc bẫy, Agnon đang ở đâu? Ông đang xuất hiện trên thế giới khác, hay đang ở trong một cảnh giới tồn tại khác? Ông không biết nó là gì vào lúc này. Ánh sáng quá mạnh đến nỗi ông phải che mắt lại. Và sau một vài giây ông thận trọng nhấc tay ra khỏi mắt và thốt lên một tiếng yếu ớt, ôi, ôi trời, trước cảnh tượng trước mắt ông. Có tiếng cười khúc khích vui vẻ ở bên cạnh, ông quay lại nhìn chằm chằm vào người từng là cha mình. Chà, Agnon, người kia nói, chắc chắn là con có vẻ ngạc nhiên, ta nghĩ rằng con sẽ nhớ tất cả mặc dù phải nói rằng ông ta nở một nụ cười thiểu não, ta đã qua đời lâu rồi. Agnon nhìn quanh. Vâng. Con đã rất ngạc nhiên, ông nói. Nơi này có vẻ giống như trái đất, ồ, một phiên bản tốt hơn nhiều, con thừa nhận với cha như vậy, nhưng nó có vẻ là một thế giới kiểu trái đất, và con nghĩ chúng ta sẽ sống tốt, con hoàn toàn không biết nó là cái gì, nhưng ở một kiểu thế giới trừu tượng hơn, không phải thế giới này. Ông chỉ tay về phía các tòa nhà và khu công viên. Đây trông giống như một phiên bản trái đất, sang trọng dễ sợ. Agnon, con còn rất nhiều điều phải học, hay phải học lại, người cha quá cố của ông nói. Những nghiên cứu của riêng con, kinh nghiệm lâu năm của chính con đã dẫn con đến niềm tin rằng nếu một thực thể, một linh hồn con người,
Nếu đi thẳng từ thế giới trái đất lên các tinh cầu cấp độ cao thì sự minh mẫn của nó sẽ hoàn toàn bị phá hủy bởi sự chuyển đổi quá mạnh. Ông ta nhìn Agnon một cách nghiêm túc và nói, hãy nghĩ về một cái ly thủy tinh bình thường nếu con thích, con không thể đặt thẳng một cái ly lạnh vào nước quá nóng, nó sẽ bị vỡ, và có nhiều việc tương tự như vậy, nó phải được thực hiện một cách nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng. Tương tự như vậy với một người bị bệnh lâu ngày và chỉ nằm trên giường, con không mong đợi một ngày nào đó anh ta sẽ ra khỏi giường, đi lại và chạy quanh như thể anh ta là một vận động viên điền kinh được đào tạo chuyên nghiệp. Ở đây cũng vậy. Con vừa ở trên một thế giới rất rất thô sơ, đó là trái đất, con đang trên đường đi lên và đây là một giai đoạn trung gian, chúng ta nói nó là điểm dừng, ở đó người ta có thể tạm dừng một lúc để lấy sức. Agnon ngạc nhiên nhìn quanh trước vẻ đẹp của các tòa nhà, ngạc nhiên trước màu xanh của cây cối không chút khiếm khuyết. Ở đây, ông thấy thú vật và chim chóc không hề sợ hãi con người. Đây dường như là một thế giới nơi tất cả mọi mối quan hệ đều tốt đẹp. Sớm thôi, ta tin rằng con sẽ đi lên những cõi cao hơn, nhưng trước khi có thể quyết định, con cần phải đi đến sảnh ký ức. Khi ở đó, con có thể được khôi phục lại bộ nhớ yếu ớt của mình về chuyến thăm viếng trái đất vừa rồi của con. Con khá thích thú với cách nói, đi lên, Agnon nói, con nghĩ các tinh cầu bậc cao như thiên đường và địa cầu hoặc các cõi tồn tại, cha gọi thế nào cũng được, chúng hòa lẫn vào nhau và có lẽ thậm chí chiếm cùng một không gian, vậy tại sao lại nói là đi lên? Một người đàn ông khác ngắt lời. Anh ta đã theo dõi cuộc trò chuyện nhưng không nói gì cả. Bây giờ anh ấy mới nhận xét một cách nhẹ nhàng, đúng là đi lên, không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta đi lên một tần số rung động cao hơn. Nếu chúng ta đi đến nơi có rung động thấp hơn thì khi đó là chúng ta đi xuống. Và trên thực tế, có những nơi có rung động thấp và những người ở đây phải đi xuống đó vì một lý do nào đó, có lẽ để giúp đỡ một linh hồn yếu đuối nào đó, nên nói ngay rằng anh ấy hay cô ấy đang xuống một cõi này cõi kia. Nhưng đây là một giai đoạn trung gian, chúng ta đến đây từ trái đất. Chúng ta muốn rời khỏi trái đất và nếu chúng ta đi xuống thì có thể nói rằng chúng ta đang tiến gần hơn đến lõi trái đất, và đó là điều ông không muốn làm đâu. Vì vậy, đó là đi lên đến nơi có rung động cao hơn, đi lên để thoát ra khỏi tâm trái đất, và ông, Agnon, sẽ sớm đi lên một lần nữa. Tôi không nghi ngờ điều đó vì đây chỉ là một giai đoạn trung gian, con người từ đây đi lên một cõi cao hơn hoặc họ xuống trái đất một lần nữa để học thêm bài học. Nhưng bây giờ đã đến lúc ông đi đến sảnh ký ức, mọi người đều phải đến đó trước tiên. Ông hãy đi đường này. Họ cùng nhau đi bộ dọc theo một con phố có vẻ được giữ gìn rất cẩn thận. Không có ô tô, không có bất kỳ loại phương tiện cơ giới nào. Con người đi bộ và động vật cũng đi bộ một cách thường xuyên bên cạnh con người. Ngay sau đó Agnon và người bạn mới của ông bỏ lại sau lưng các con phố và đi vào một con đường nhỏ mà Agnon có thể nhìn thấy nhiều cây xanh ở cuối đường. Ông đi cùng người kia, cả hai đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Chẳng bao lâu họ đi đến cuối con đường nhỏ, có một công viên tuyệt đẹp ở phía trước họ với những loại cây tươi tốt, những bông hoa xinh xắn thuộc loại mà Agnon chưa từng thấy bao giờ. Và ở trung tâm của công viên là công trình kiến trúc mái vòm vĩ đại mà người ta gọi là sảnh ký ức. Họ đứng một lúc để ngắm cảnh, ngắm màu xanh của cây cối, những sắc màu sống động của các loài hoa, và màu xanh thẳm của bầu trời được phản chiếu rực rỡ trên mặt hồ phẳng lặng gần sảnh ký ức. Như trùng hợp, Agnon và người bạn mới của ông cùng bước trên con đường dẫn đến đại sảnh. Họ vừa đi vừa băn khoăn về những người khác đang ngồi trên ghế hay đang nằm trên cỏ. Họ thường xuyên thấy có người leo lên các bậc thang để đến sảnh ký ức, và họ cũng thấy những người khác đi ra từ một lối ra bí ẩn nào đó. Một số trông rất phấn khởi, một số trông như đang kiềm chế cảm xúc. Agnon nhìn và rùng mình trước sự kỳ lạ của tất cả những cái đó. Trong sảnh ký ức đã xảy ra chuyện gì, điều gì sẽ xảy đến với ông? Liệu ông có được cho là xứng đáng để đi lên một rung động cao hơn, đến một hình thái sống trừu tượng hơn không? Hay ông sẽ bị đưa xuống trái đất để bắt đầu lại một cuộc sống khác? Nhìn kìa, người bạn mới của Agnon thì thầm. Anh ta thúc vào người Agnon và chỉ về một hướng nhất định. Anh ta hạ giọng thì thầm khi nói, đây là những thực thể từ một cõi tồn tại cao hơn nhiều. Họ đến để quan sát mọi người,
nhìn họ kìa. Ác Nôn nhìn và ông thấy hai quả cầu vàng rực rỡ, chúng dường như được tạo ra từ ánh sáng, chúng rực rỡ đến mức Ác Nôn thậm chí không thể đoán được hình dạng thật. Những quả cầu vàng lướt đi như bong bóng vàng trong làn gió nhẹ. Chúng lướt đi và đến những bức tường của sảnh ký ức. Chúng chạm vào đó và đi xuyên thẳng qua mà không để lại dấu vết nào trên tường. Tôi phải tạm biệt ông bây giờ, người bạn của Ác Nôn nói. Nhưng hãy cứ vui lên, hãy giữ vững tinh thần, ông không có gì phải lo lắng cả, đó là điều chắc chắn. Tạm biệt. Sẽ có người ở đây đợi ông khi ông bước ra. Vui vẻ lên, đừng có vẻ u sầu như thế. Nói xong anh ta đột ngột quay người thoái lui. Ác Nôn, với sự e ngại gia tăng, không, mà hoàn toàn sợ hãi, ông nặng nề lê bước đến cuối con đường dẫn đến lối vào sảnh ký ức. Đến chân những bậc đá đồ sộ, ông đứng lại và cố gắng nhìn xung quanh để xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng không, rốt cuộc ông vẫn không dừng lại, có một sức mạnh nào đó đang đẩy ông đi, lôi kéo ông. Ông bước nhanh lên các bậc thang và dừng lại một chút trước cánh cửa lớn. Đột nhiên, một cách lặng lẽ, nó mở ra và Ác Nôn bị đẩy vào trong. Bị đẩy hay bị kéo vào trong, không quan trọng, ông đang ở bên trong và cánh cửa đóng lại sau lưng ông.